giá dầu hỏa đã tăng mạnh sau vụ tấn công của Iran. Giá dầu thô trên thị trường Hoa Kỳ đã tăng lên 4%, lên tới giá là 65 Mỹ kim cho một thùng vào chiều thứ Ba. Giá dầu thô đã từng đứng ở mức là 62.70 Mỹ kim cho một thùng trong thời gian giao dịch bình thường. Đến khi có tin Iran phản công thì giá một thùng đã lên tới mức cao nhất trong ngày là 65.48 Mỹ kim. Và điều đáng chú ý là Iran đã nhận trách nhiệm gây ra những vụ pháo kích nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự. Ngũ Nhất Đài nói rằng Iran đã dùng hỏa tiễn bắn từ bên trong của Iraq, cho thấy cuộc chiến đã leo thang một cách đáng kể. Các phân tích gia nói rằng sự phản công của Iran là điều không gây ra ngạc nhiên. Nhưng điều đáng lo ngại là những cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp tục trong tương lai.